Chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền A Dấp Nguyễn. Mình rất vui gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt và may hoàn chỉnh mẫu bộ đồ kiểu lữ. Để cắt và may được bộ đồ này, mình hướng dẫn các bạn làm hai phần. Phần 1 mình hướng dẫn các bạn cắt áo, và sang phần 2 mình hướng dẫn các bạn cắt quần. Bộ đồ này của mình là áo của mình có hai ly chéo ở phần ngực trước. Cổ của mình là cổ tròn thuyền, và gấu của mình là gấu bản to 5 cm. Và quần của mình là quần ống suông, cặp liền, có khóa dấu ở thân trước và không có túi. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt và may hoàn chỉnh mẫu bộ đồ này. Đây là số đo của mình. Dài quần 92, vòng bụng 70, vòng mông 92, vòng ống 29. Và đây là số đo dài áo của mình. Dài áo 55, rộng vai 38, dài tay 17, to tay 28, vòng ngực 84. Vòng bụng 70 và vòng mông 92. Để may đủ bộ thì các bạn sẽ mua cho mình 2 mét vải với khổ vải là 1 mét 50 là mình cắt và may đủ. Và chất để may đẹp nhất là đũi, lụa, lanh, len, xước, thô, gấm. Mình đều may được. Và trước khi đi cắt quần thì các bạn trải cho mình thân sau xuống dưới và thân trước lên trên. Để mình cắt phần sườn, phần ống, thân trước và thân sau bằng nhau. Và trước khi đi cắt, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách pha vải. Dài quần thân trước của mình bằng số đo các bạn cộng cho mình 4 cm. 4 cm, trong đó có 3 cm của phần gấu và 1 cm ở phần cạp. Cạp của mình là cặp liền. Là dài quần của mình 92 cộng 4 là bằng 96. Và nhân với lại 34 cm cho mình. Còn thân sau sẽ dài hơn thân trước 2 cm, là dài quần 98. Nhân với lại thân sau rộng hơn thân trước 5 cm. Là 39. Hạ mông cho mình, hay còn gọi là hạ đũng thân trước, bằng 1/4 vòng mông cộng 8. Vòng mông của mình 92 chia 4 là bằng 23, cộng 8 là bằng 31. Tính cho mình rộng ngang mông bằng 1/4 vòng mông cộng 8. Vòng mông của mình 92 chia 4 là bằng 23, cộng 8 bằng 31. Nếu bạn nào may quần ống rộng hơn thì cộng cho mình từ 9 đến 10 phần hạ mông, còn phần rộng ngang mông cộng cho mình 13. Sau đó lấy vào cho mình 5 cm là vào cửa quần. Các bạn sẽ gióng vuông góc lên. Và check vào cho mình 3 cm. Và lấy lên cho mình 9 cm. Mình sẽ đánh vào 2/5 là mình được cửa quần của thân trước. Đoạn trên này mình sẽ để 1,5 cm đường may. Dưới các bạn sẽ để cho mình 1 cm. Và phần trên 1,5 này là phần mình tra khóa dấu. Sau đó mình sẽ tính rộng ngang eo, sẽ bằng 1/4 vòng bụng cộng cho mình 3 cm của ly. Vòng bụng của mình 70 chia cho 4 là bằng 17,5 cộng 3 là bằng 20,5. Sau đó mình sẽ cộng thêm 1,5 cm đường may ở phần sườn. Lưu ý là mình cộng thêm đường may. Và mình dương lên 2 cm của đúng quần thân sau. Từ dưới này lấy lên 2 cm là dương đúng quần thân sau. Từ rộng ngang thân trước, mình sẽ lấy ra 5 cm là được rộng ngang thân sau. Sau đó mình lấy vào 8 cm
là được vào đúng vào thân sau. Sau đó mình sẽ lối lên rộng ngang eo của thân sau. Vòng bụng của thân sau sẽ bằng vòng bụng của thân trước. Từ dưới mình lấy lên 12 cm. Sau đó mình lối xuống rộng ngang thân sau. Đường chéo mình chia đôi và lấy vào 1/2 là mình được vòng đúng của thân sau. Và đường may mình để 1,5 ở trên, dưới mình để 1 cm. Bạn nào thích rộng hơn thì để 2 hoặc 3. Rộng ngang eo thành phẩm của mình là 20,5. Mình chia đôi. Sẽ lấy từ sườn vào là 10 cm, sau đó mình vẽ ly. Dài ly của mình là 13 và rộng ly là 3 cm. Mỗi bên là 1,5 cm. Sau đó mình sẽ vẽ đối xứng xuống thân bên kia và xuống thân sau của quần. Tính xong ly quần, mình sẽ tính vòng ống của quần. Rộng ngang mông của mình là 31 chia 2 sẽ bằng 15,5. Các bạn sẽ chia đôi cho mình. Có nghĩa là từ đường gấp của thân quần tính vào là 15,5. Sau đó các bạn tính rộng ống cho mình bằng 1/2 vòng ống trừ 0,5. Vòng ống của mình 29 chia cho 2 là bằng 14,5. Trừ đi 0,5 sẽ bằng 14. Và cộng cho mình là 1,5 cm đường may mỗi bên. Ống quần của mình là 14 và cộng 1,5 cm đường may.
Và từ đường may của thân trước mình sẽ lấy ra 2 cm là mình được vòng ống của thân sau. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn vẽ xong thân trước và thân sau của quần, phần rộng ống, phần sườn quần, thân trước và thân sau bằng nhau. Còn phần ràng quần thân trước các bạn cắt rời ra, thân sau cắt rời. Phần đũng thân trước và thân sau cắt rời, phần cạp thân trước và thân sau mình cắt rời. Và để kiểm tra xem ống của mình có bị vặn không, các bạn sẽ gập đôi cho mình cái phần ống quần vào. Nếu mà gập đôi vào mà cái thân quần của mình 2 mét nó bằng nhau và nó không vặn
thì là ống quần của mình nó không bị vặn. Và đây là cách để mình kiểm tra xem ống quần của mình có bị vặn không. Sau khi mình cắt xong thân trước và thân sau, giờ mình sẽ vẽ ly của thân sau. Dài ly thân sau cũng là 13 và rộng là 3 cm bằng thân trước. Sau khi mình cắt xong thân trước và thân sau, mình sẽ đi cắt phần cặp quần. Các bạn sẽ để cho mình cái phần cặp quần lên trên phần vải. Và lưu ý là phần cặp quần của mình, cặp lót mình cũng cắt ngang vải. Và ly ở thân quần thì các bạn sẽ gập vào và mình cắt. Thì nó sẽ chuẩn hơn. Còn bạn nào mà không cắt được chuẩn thì các bạn may ly xong là xong thì các bạn cắt cái phần cặp lót để chỉnh sửa sau. Mình sẽ cắt cứ bằng cặp quần khi chưa may ly. Sau đó may ly xong thì mình sẽ chỉnh cái phần cặp lót sau. Và phần cặp lót thì mình sẽ cắt hai lá của thân trước và hai lá của thân sau. Rộng mình lấy là 10 cm. Còn chiều dài mình sẽ để cái phần cặp quần lên để mình cắt. Cắt xong cặp quần thì các bạn lưu ý là cắt phần mếch để ép vào phần cặp lót này cho mình. Và để may được quần thì các bạn đã vào kênh cho mình. Sau đó ấn vào trang chủ của kênh. Ấn tiếp vào chữ video. Và kéo xuống tìm cho mình video số. Là mình may hoàn chỉnh được mẫu quần này.
Và phần sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt áo của bộ đồ này. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Chúc tất cả các bạn cắt và may thành công. Chào các bạn.